Hello, welcome back to our lesson. Today's lesson is Unit 4, Skills 1. Let's get started. Trong phần này có những từ mới như sau. Perfect. 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 Nhấn âm per. Tính từ, hoàn hảo. Screen. Screen. Danh từ, bức màn. String. 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 Danh từ, sợi dây. Control, 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 nhấn âm control, động từ, điều khiển, puppet, 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 nhấn âm pop, danh từ, con rối, move, 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 động từ, di chuyển, rice farming, danh từ, việc canh tác lúa, special, 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 nhấn âm spe, tính từ, đặc biệt. Wish, wish, động từ, ước. Duration, 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 nhấn âm ray, danh từ, khoảng thời gian. Last, 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 động từ, kéo dài. Contribute, 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 nhấn âm tri, động từ, góp phần. 1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. Nhìn vào các bức tranh, thảo luận các câu hỏi bên dưới với một người bạn. Bức tranh thứ nhất. Bức tranh này là nghệ thuật múa rối nước. Bức tranh thứ hai là quan họ Bắc Ninh. Câu hỏi đây là What does each photo show? Mỗi bức ảnh thể hiện cái gì? Câu hỏi thứ nhất, câu trả lời thứ nhất là The first picture. Bức tranh thứ nhất thể hiện show nghệ thuật múa rối nước, the puppetry. Bức tranh thứ nhất thể hiện nghệ thuật múa rối nước. Bức tranh thứ hai là thể hiện quan họ, hát quan họ Bắc Ninh. The second picture. Show quan họ. Singing. Bức tranh thứ hai thể hiện hát quan họ. Câu hỏi thứ hai là Do you like it? Bạn có thích nó không? Câu này nếu thích thì trả lời yes I do, bởi vì câu hỏi yes no mà, không thích trả lời no I don't. Two, read the email and match the highlighted words with their meanings. Đọc bức thư điện tử và nối các từ được tô sáng với nghĩa của chúng. One, showed or presented. Trình diễn hoặc là trình bày. Two, following tradition. Theo truyền thống. Three, nice, interesting. Đẹp, thú vị. Four, event or celebration, sự kiện hoặc là lễ kỷ niệm. Đây là bức thư điện tử. Thì bức thư điện tử thì bao giờ cũng có địa chỉ này. Địa chỉ to là tới, địa chỉ người nhận. Và chủ đề, subject. A water puppet show, một buổi trình diễn múa rối nước. Dear là thân mến, dear Sue thân mến. How are things with you? I arrived in Vietnam 3 days ago, and everything is perfect. Su thân mến, mọi thứ với bạn thế nào? Tôi đã đến Việt Nam 3 ngày trước đây, và mọi thứ thật hoàn hảo.
Yesterday, I went to see a puppet show at a theater in the center of Hanoi. Hôm qua, tôi đã đi xem một buổi trình diễn múa rối nước ở một nhà hát ở trung tâm Hà Nội. The show was fantastic. The artists performed the show in a pool. Buổi trình diễn thật là thú vị. Những nghệ sĩ đã thực hiện buổi trình diễn ở một cái hồ. They stood behind a screen. Họ đã đứng sau một bức màn. They used strings under the water to control the puppets and make them move on the water. Họ sử dụng những cái dây bên dưới nước để điều khiển những con rối và khiến cho chúng di chuyển trên mặt nước. The show was about rice farming and a festival in the village. Buổi trình diễn nói về việc canh tác lúa và một lễ hội ở một ngôi làng. People say that these shows are normally about everyday life in the countryside of Vietnam. Mọi người nói rằng những cuộc trình diễn này là thông thường về cuộc sống hàng ngày ở miền quê của Việt Nam. Water puppetry is a special traditional art form. Nghệ thuật múa rối nước là một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc biệt. People love it, and most tourists coming to Vietnam love to see it. Mọi người thích nó và hầu hết những du khách đến Việt Nam thích xem nó. I wish you were here with me. Tôi ước bạn ở đây với tôi. See you next week. Hẹn gặp bạn vào tuần sau. Laugh, Mary. Vậy từ thứ nhất, showed or presented là thể hiện hoặc trình bày, thì nó định nghĩa với cái từ performed, nối với từ perform. Performed. Từ thứ hai, theo truyền thống thì nối với cái tính từ là traditional. Traditional. Từ nice và từ interesting thì nối với được với từ fantastic, thú vị. Và sự kiện hoặc là lễ kỷ niệm thì nối với từ festival, lễ hội. Three, read the email again and answer the questions. Đọc lại bức thư điện tử và trả lời các câu hỏi. One, who went to see a water puppet show yesterday? Ai đã đi xem một buổi trình diễn múa rối nước ngày hôm qua? Chính là tác giả của bức thư điện tử, người viết. Có ký tên ở cuối cùng là Mary. Ta trả lời Mary. Mary đã đi xem. Chúng ta trả lời ngắn gọn. Mary did. Mary did. Two. Where did the artists perform the show? Các nghệ sĩ trình bày buổi biểu diễn ở đâu? Họ trình bày ở dưới một cái hồ. In a pool. Ở một cái hồ. Three. Who controlled the puppets? Ai đã điều khiển những con rối? Là những nghệ sĩ đã điều khiển. The artists did. Những nghệ sĩ đã làm. Four. What are water puppet shows normally about? Những buổi trình diễn múa rối nước thông thường là về cái gì? Thông thường là về cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống hàng ngày ở miền quê của Việt Nam. About. Về everyday life,
in the countryside. Ở Việt Nam. Five. Is water puppetry a traditional Vietnamese art form? Nghệ thuật múa rối nước có phải là một loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam không? Phải, bởi vì có đoạn nói là water puppetry is a special traditional art form, một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc biệt. Trả lời yes it is. Four. Working pass. Ask and answer about Mark's Cool musical performance last year. Làm việc theo các cặp, hỏi và trả lời về sự biểu diễn âm nhạc ở trường của Mark vào năm ngoái. Chủ đề là sự biểu diễn ở trường của Mark. Time, thời gian. Sat ở đây là viết tắt của từ Saturday, thứ bảy. Night là đêm, tối thứ bảy. Saturday night. Duration là khoảng thời gian. 3 hours, 3 giờ đồng hồ. Place là địa điểm. Schoolyard, sân trường. Items performed, những tiết mục được biểu diễn. Plays, những vở kịch. Dances, những bài múa. Songs, những bài hát. Magic, ảo thuật. Câu hỏi đây là ví dụ câu hỏi sẽ là when was the performance? Buổi biểu diễn khi nào? Thì câu trả lời có thời gian ở trên kia rồi, là on Saturday night, vào tối thứ bảy. Và thứ hai là hỏi về duration, hỏi về khoảng thời gian là how long? How long did it last? Nó kéo dài bao lâu? Câu trả lời it lasted 3 hours. Nó kéo dài 3 giờ đồng hồ. Câu hỏi tiếp theo là những tiết mục nào đã được đi biểu diễn? Là what? Bạn A hỏi tiếp này. What items? Là những tiết mục nào were performed? Những tiết mục nào đã được biểu diễn? Thì câu trả lời đây là liệt kê ra plays, dances, songs, magic, etc. vân vân. Five. Your school is going to have a musical performance to celebrate Teacher's Day. Trường của bạn sắp có một buổi biểu diễn âm nhạc để kỷ niệm ngày nhà giáo. Working groups. Make a plan for the performance and talk about the items you will contribute. Làm việc theo các nhóm. Lên kế hoạch cho cuộc biểu diễn và nói về những tiết mục bạn sẽ đóng góp. Your school performance là cuộc biểu diễn ở trường của bạn. Time, thời gian. Thời gian thì vào thứ mấy? Vào thứ mấy chúng ta có thể viết tắt là thứ mấy, buổi sáng hay buổi chiều đấy. Ví dụ sáng thứ sáu chẳng hạn. Thứ sáu là Friday thì viết tắt là free này. Và sáng là morning. Duration là khoảng thời gian, 3 tiếng này, 3 hours. Place cũng sân trường, schoolyard. Các tiết mục đóng góp, các bạn đóng góp. Múa, hát. Múa, hát rồi đóng kịch. Cũng plays, các vở kịch này, múa này, dances,
Hot songs. Vân vân. Như vậy thôi, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Bye bye!